Hoàng Thục, sao hai cậu lại đến đây? Bọn tôi đến để xem thôi. Sao không nói với tôi một tiếng chứ? Đội trưởng Phùng, sao anh đến đây? Không phải anh đang ở nhà dưỡng thương à? Ngủ không được, ra ngoài đi dạo đây đó. Cứ thế đi tới đây. Anh là quen bận rộn rồi, ở nhà không quen. Vết thương của anh đỡ chưa? Đỡ nhiều rồi. Anh ngồi xuống đi, tôi làm bát mì bò viên cho anh ăn. Cô cũng giống Tiểu Đặng, không ăn rau thơm. Tôi biết, vốn dĩ tôi có thể ăn chung hết. Đội trưởng Phùng, mì bò của anh. Ngày 5 tháng 12 năm 2011. Ngày 6 tháng 12 năm 2011. Ở đây. Tôi điều tra rồi, hộ khẩu vẫn ở đây mà. Chào cậu. Đang dọn nhà, chỗ này sắp tháo dỡ rồi. Xin hỏi cậu có quen người trong nhà này không? Có gặp một cậu trai trẻ, hai người từng nói chuyện à? Vậy thì chưa, tôi mới sống ở đây một năm thôi, cũng chỉ mới gặp mặt đôi lần. Tôi chào cậu ta cũng chẳng nói tiếng nào. Bình thường ban ngày chẳng thấy tăm hơi, hình như ban đêm mới đi ra ngoài. Cậu biết cậu ta làm công việc gì không? Cái đó thì tôi càng không biết. Vậy bình thường có người nào tới tìm cậu ta không? Hai anh là cảnh sát à? Đúng vậy. Ai thế? Là cảnh sát. Hỏi anh có quen cậu con trai sống đối diện không? Cái cậu bị điếc ấy à? Cô biết à? Hình như là họ Tần nhỉ? Đúng đúng. Cô từng nói chuyện với cậu ta. Thế thì không, chỉ có vài lần có một người đàn ông đến tìm cậu ta. Người đó chạy ô tô đi lên lầu cùng với tôi, đập cửa nhà cậu ta rất mạnh. Tôi nghe cậu ta gọi rất lớn, hình như là họ Tần. Cái người đến tìm cậu ta, xe mô tô người đó lái trông thế nào? Loại rất to ấy, âm thanh cũng to nữa. Cả nhà đều là tội phạm giết người, ai sống đối diện mà chẳng chê xui xẻo.
Vì sao Trương Húc và Tần Lý còn có mối liên hệ nữa chứ? Chắc chắn là có liên quan đến Hoàng Thục. Ngoài hộ khẩu ra thì những năm qua Tần Lý không có hồ sơ xã hội nào. Không có, ngay đến thẻ ngân hàng còn chưa làm bao giờ, cũng chưa có đăng ký số điện thoại luôn. Anh thấy có kỳ lạ không? Nhưng năm xưa chắc chắn Tần Lý không có thời gian gây án. Hai bác sĩ ở phòng khám đó đã làm chứng. Nhưng năm xưa chính bà nội của Trương Húc đã làm chứng cho cậu ta. Lỡ như bà nội cậu ta nói dối thì sao? Hai cậu sửa quần áo à? Cô ơi, chúng ta đã gặp nhau nhiều năm trước đây. Cô còn nhớ chứ? Hai cậu là cảnh sát à? Vâng. Người đã không còn, còn đến để làm gì chứ? Không còn, cậu ta đi đâu rồi? Chết rồi. Hai tháng trước các cậu đã đến đây mấy chuyến, giờ thì đến nữa để làm gì chứ? Trương Húc sao lại chết thế? Chuyện xảy ra khi nào? Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nó chết rồi. Tới tận bây giờ các cậu vẫn không bắt được kẻ xấu. Cô ơi, những cảnh sát đến trước đó không giống bọn tôi. Bọn tôi không muốn làm phiền cô đâu, nhưng bọn tôi thật sự cần cô giúp đỡ. Cô nói cho bọn tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phía Thâm Quyến nói Trương Húc bị người ta siết cổ chết trong một hộp đêm, đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Trương Húc đến Thâm Quyến ngày thứ hai đã xảy ra chuyện. Bất thường quá, đúng vậy, thật sự là quá ngẫu nhiên. Đội trưởng Phùng, tôi phát hiện những đứa trẻ giống như Hoàng Thục, Trương Húc và Tần Lý, không một ai có gia đình bình thường cả. Alo. Được, tôi biết rồi. Tôi và đội trưởng Phùng đến ngay. Tiểu Lý nói, ngày đầu tiên Trương Húc đến Thâm Quyến đã đi thăm tù một lần. Người đó là nữ, tên Uông Như. Mẹ của Hoàng Thục. Năm 99, Uông Như bị người ta bắt cóc, đưa đến vùng Tiết Giang, trốn chạy khắp nơi, sau đó tham gia vào một vụ lừa đảo nghiêm trọng. Năm ngoái, cùng một đám người quay về Thẩm Đông, nó mới bị bắt, bị xử tù 8 năm. Một ngày trước, Trương Húc rời khỏi Thẩm Đông, cậu ta đã vào tù thăm Uông Như. Trong 3 năm này, mỗi năm cậu ta đều đến thăm tù một lần. Người đâu? Sẽ đưa đến ngay. Lần đầu tiên cô gặp Trương Húc là vào khi nào? Là từ sau khi vào đây. Trước đó chúng tôi không quen nhau. Vì sao cậu ta lại đến thăm cô? Cậu ta nói trước đây là bạn thân của Tiểu Thục. Mỗi lần đến đây, cậu ta đã nói gì với cô? Không nói gì cả. Cậu ta chỉ mang đồ ăn thức uống, đồ dùng sinh hoạt và tiền cho tôi. Là một đứa trẻ tốt. Lần cuối cùng Trương Húc đến, có nhắc đến cô? Cậu ta đến Thâm Quyến để làm gì không? Không có. Đã lâu lắm rồi cậu ấy không đến. Trước đây cứ 3 tháng cậu ấy đến một lần. Thời gian rất chính xác. Em trai cô Uông Hải Đào chưa từng đến thăm cô bao giờ à? Nó hoàn toàn không biết tôi ở đây. Năm thứ hai sau khi Hoàng Thục mất, mẹ tôi cũng mất luôn. Hải Đào thì ly hôn, đi nhận lao động với người khác. Tôi cũng là sau khi quay về, nghe hàng xóm kể mới biết. Ngoài Trương Húc ra, còn có ai từng đến thăm cô không? Không có. Cảnh sát Phùng,
Năm xưa khi Tiểu Thục chết, nó có đau đớn không? Giờ đây Tiểu Thục ở bên kia, sẽ không còn thấy đau đớn nữa. Lấy đồ à? Đây, năm đồng. Cháu à, tay cháu bị sao thế? Cháu chờ đấy, chỗ bà có thuốc đỏ. Lấy ra rồi đây. Đâu mất rồi? Năm 2000, cậu tin lời Cao Lỗi nói à? Vào trong đó thì sẽ biết thôi. Cậu dám không? Cậu đi với tớ thì tớ dám. Đi. Sao hai cậu lại đến đây? Bọn tôi đến để xem thôi. Sao không nói với tôi một tiếng chứ? Nguy hiểm lắm đấy. Hoàng Thục, tại sao cậu lại ở nơi như thế này? Tôi luôn nghĩ ở đây để kiếm tiền mà. Cậu kiếm tiền dựa vào việc này sao? Tiền sinh hoạt cậu tới cho vốn không đủ dùng, vậy nên tôi làm thêm ở đây để kiếm tiền. Hoàng Thục, có lỗi với cậu quá. Trước đây toàn để cho cậu khao. Tớ khao thì có làm sao? Các cậu đều là bạn thân nhất của tớ. Tiền tớ tự kiếm ra, tớ thích khao các cậu đấy. Thì sao nào? Kiều Kiều,
Trước đây cậu luôn đòi đến đây chơi mà, hôm nay cậu đến rồi đấy. Được mở mang chưa? Sau này có muốn đến nữa không? Tôi không đến nữa đâu, lúc nãy tôi sợ luôn rồi. Tiếng nhạc to đùng, tim của tớ muốn nhảy ra ngoài luôn. Rồi còn cái mùi rất khó ngửi nữa chứ. Tớ thật không hiểu, nơi thế này có cái gì hay ho đâu chứ. Cảm giác chẳng có một ai tốt cả. Hoàng Thục, xin lỗi nhé, tớ không quý đó đâu. Không sao, sau này tớ cũng sẽ không đến đây nữa. Hôm nay tớ đến là để xin nghỉ việc. Vậy Tần Lý có biết cậu ở đây không? Em gái, hai em tự đến đây đấy ạ. Mấy người là ai? Không quen à? Không quen anh sao? Các người muốn làm gì? Không liên quan tới mày, câm đi. Vương Hiệt, anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Đi vào với anh nào, anh buông ra. Chơi cùng các anh đi, anh cho tiền. Mỗi người 100 đủ không? Đừng động vào tôi, buông ra. Đừng hét, buông ra. Hét cái gì chứ? Đừng có qua đây. Hoàng Thục, tôi báo cảnh sát đấy. Đi đi nào, anh buông ra. Các anh cho em tiền, anh buông ra. Tôi gọi người đấy. Hoàng Thục. Không sao, Kiều Kiều, không sao. Mấy thằng đàn ông bắt nạt hai cô gái có đáng mặt không? Cậu em, đùa chút thôi mà. Nóng cái gì chứ, đùa cái móc khỉ. Không muốn chết thì cút. Mày tên gì? Nhớ lấy tao. Tao tên Trường Húc, cút. Không sao, không sao. Trường Húc đúng không? Mày chờ đó, tao chờ, đi. Cậu không sao chứ? Không sao. Nhìn cái vẻ hèn của cậu kìa. Không sao. Vương Hiệt, cậu có sao không? Có đạp trúng cậu không? Sao các cậu đến đây? Xảy ra chuyện gì rồi? Không sao, chúng ta đi thôi. Tần Lý, cậu biết Hoàng Thục đi nghỉ ở nơi như thế này không? Vì sao cậu không nói với bọn tớ? Cậu có coi bọn tớ là bạn không? Tại sao cậu không nói? Đây là nơi như thế nào? Là nơi mà chúng ta không nên đến. Đúng vậy, là nơi mà các cậu không nên đến. Được rồi, các cậu đừng cãi nhau nữa. Đều tại tớ hết. Chúng ta đi ăn đồ ngon đi. Không phải lỗi của cậu. Tớ không đi, tớ về nhà. Hoàng Thục, tớ cũng muốn về nhà. Vương Hiệt, cậu đưa tớ về được không? Kiều Kiều, cậu ổn chứ? Tớ ổn. Phùng Tuyết Kiều, cậu có đi hay không? Cậu gào lên với tớ làm gì? Đi đi. Đưa túi cho tớ. Ngày 6 tháng 12 năm 2011. Cái này của cậu là mẫu cũ của 10 năm trước rồi. Đã ngừng sản xuất từ lâu, có sửa cũng không sửa được. Ngày 7 tháng 12 năm 2011. Tôi nói là cái của cậu là mẫu cũ, không sửa được. Hay là cậu mua một cái mới đi. Cậu xem, tôi giới thiệu với cậu nhé. Những cái này đều là mẫu mới cả. Hơn nữa còn là cùng một hiệu. Lấy cũ đổi mới được giảm 20%. Cậu xem cái này thế nào. Cũng nào, chúng ta thi xem ai ăn nhanh hơn. Lạnh quá. Của cậu, sao phần của cậu có cánh gà vậy? Không cho đâu, không được, ăn cái nào. Vậy chúng ta phải lấy của cậu ấy ăn. Chúng ta lấy của cậu ấy đi. Cậu cũng có mà. Cậu chừa lại, cậu...